Rồi, xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay thì có một chút xíu thời gian và đặc biệt là đoàn đội có một số các anh chị lãnh đạo đang cần Bình làm một cái clip để mà hướng dẫn chi tiết về cái máy lọc không khí của Amway. Cho nên ngày hôm nay Bình sẽ dành thời gian để hướng dẫn chi tiết về máy lọc không khí của Amway cho tất cả các cô chú, các anh chị. Đầu tiên thì Bình muốn chia sẻ máy lọc không khí của Amway có tên là Atmosphere Mini và đây là dòng máy lọc không khí bán chạy số 1 trên toàn thế giới. Vậy thì đối với máy lọc không khí này có những cái đặc điểm gì nổi trội, những cái ưu việt như thế nào mà tại sao máy lọc không khí này lại trở thành máy lọc không khí bán chạy số 1 trên toàn thế giới của chú anh chị? Đầu tiên thì điều mình muốn chia sẻ với tất cả cô chú anh chị ở đây là đối với máy lọc không khí Atmosphere Mini của Amway thì có một cái màng lọc rất đặc biệt, với màng lọc cùng một lúc là có ba màng lọc tích hợp và ba cái lỗi lọc tích hợp các anh chị. Và màng lọc đầu tiên là bên ngoài thì được gọi là màng lọc thô. Màng lọc này á là màng lọc sơ cấp, sẽ lọc tất cả những bụi mịn, những lông thú, lông mèo, lông chó và tóc để mà chúng ta lọc thô. Và các cô chú anh chị biết là Bình ở lầu 21 nhưng mà bụi và lông và tóc nó vẫn nhiều như thế này. Nếu như mà chúng ta không có máy lọc không khí này trong phòng thì toàn bộ những cái bụi này nó sẽ đi vào cái phổi của chúng ta các anh chị. Và màng lọc số 1 rất là quan trọng, giúp cho chúng ta bảo dưỡng được màng lọc số 2 và màng lọc số 3 cô chú anh chị. Màng lọc số 2 đó là màng lọc than hoạt tính, màng lọc carbon than hoạt tính. Và màng lọc số 2 có một đặc điểm rất là quan trọng, đó là gì? Đó là lọc tất cả các mùi độc, hơi độc và khí độc ở trong phòng của chúng ta. Những cái ẩm mốc làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta thì cái màng lọc số 2 sẽ giải quyết các anh chị. Và với cái màng lọc số 2 đó các anh chị thì cái tiết diện của màng lọc số 2 bằng 32 cái sân bóng đá quốc tế. Vì tiết diện màng lọc số 2 này rất là lớn, được cắt theo cái khối hình kim cương, cho nên nó tạo ra một cái tiết diện rất lớn ở cái than hoạt tính này, giúp cho chúng ta lọc được cái mùi độc, hơi độc và khí độc cả nhà. Và màng lọc số 3 đó là màng lọc HEPA, là màng lọc cuối cùng ở phía sau đây, gọi là màng lọc HEPA. Thì đối với màng lọc HEPA này á thì sẽ lọc được tất cả các loại vi khuẩn và virus trên thế giới này. Và cái điểm mấu chốt để làm cho cái màng lọc HEPA của máy lọc Atmosphere Mini này trở thành máy lọc số 1 trên toàn thế giới là tại vì sao? Tại vì máy lọc Atmosphere Mini này giải quyết được một vấn đề rất là lớn, đó là tiết diện của màng lọc HEPA này so với màng lọc tiêu chuẩn HEPA của Mỹ. Đó là màng lọc tiêu chuẩn HEPA của Mỹ là 0,03 micromet, nhưng mà riêng đối với màng lọc HEPA của Atmosphere Mini Amway đó là 0,0024 micromet của chú các anh chị. Hiện nay một số cái máy lọc ngoài thị trường người ta cũng có những cái màng lọc cao hơn tiêu chuẩn của Mỹ, đó là 0,01 micromet, tức là nhỏ hơn gấp 3 lần. Tuy nhiên mình muốn chia sẻ của chú anh chị điều này là con vi khuẩn virus nhỏ nhất nó có tiết diện là 0,06 micromet. Cho nên nếu với những màng lọc bên ngoài là 0,03 hoặc là màng lọc 0,01 thì cái màng lọc đó vẫn không thể ngăn chặn được cái virus nhỏ nhất, đó là 0,006. Nhưng mà màng lọc của Amway lại làm được, tại vì màng lọc của Amway nhỏ hơn rất nhiều, đó là 0,0024 micromet của chú các anh chị. Điều tuyệt vời ở đây nữa là gì? Đó là khi mà chúng ta sử dụng màng lọc của Amway thì ngoài cái việc là chúng ta lọc tất cả những cái bụi ở bên ngoài như thế này, ngoài việc là chúng ta lọc được tất cả các mùi độc, hơi độc và khí độc ra thì cô chú anh chị còn giải quyết được một cái vấn đề rất lớn, tất cả các loại vi khuẩn virus là chúng ta cũng giải quyết được luôn, đúng không cả nhà? Và còn một cái vấn đề quan trọng nữa, mỗi một lần không khí đi qua màng lọc này, mỗi một lần không khí đi qua màng lọc này thì nó sẽ giải quyết được một cái lượng ô nhiễm trong không khí. Nó sẽ loại bỏ được những cái phân tử như là CO2, những cái phân tử bụi. Và tất cả những cái điều này nó sẽ giải quyết một cái vấn đề rất lớn trong không khí, đó là tăng được 38% cái lượng oxy trong không khí. Vậy thì ai là những người rất là cần máy lọc không khí đặc biệt này? Đối với máy lọc không khí này, những người có vấn đề về bệnh hô hấp như là viêm họng, viêm phổi, viêm xoang, viêm mũi dị ứng, hoặc là ung thư phổi, thở khó khăn, hẹp cánh mũi, hẹp hang cánh mũi, chúng ta thở nó rất là khó, những người bị ngái đêm rất nhiều thì sự cần thiết của máy lọc không khí này rất lớn. Những người bị bệnh đang muốn phục hồi sức khỏe, khi họ khó thở thì họ cần cái máy lọc không khí này để chi? Để tạo ra một cái không khí mịn màng hơn, nhỏ hơn
đưa cái không khí vào phổi của họ một cách tốt hơn các anh chị. Cho nên màng lọc không khí này cực kỳ tuyệt vời cho những người mà đang cần một cái không khí sạch. Các anh chị biết cái phổi mình nó cũng giống như cái máy lọc không khí thôi. Nếu chúng ta đi ra ngoài đường thì vô tình là chúng ta thở ra và chúng ta lại hít cái không khí bụi bặm vào phổi của chúng ta. Và buổi tối thì cái phổi này cần phải được thanh lọc lại. Nhưng nếu ai có được máy lọc không khí này thì tối xem như cái phổi mình được lọc lại thì nó lại sạch sẽ. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục phải đi ra đường nữa. Thì lúc này ở nhà chúng ta lúc nào cũng có máy lọc không khí thì mình lúc nào cũng thích trở về nhà để mà nghỉ ngơi, để mà hít thở cái không khí trong lành các anh chị. Bây giờ để mà bỏ tiền á, mà đi qua New Zealand á, đi du lịch một tuần lễ thôi là tốn 100 triệu đồng. Thì chúng ta mới hưởng được không khí của New Zealand á, có một tuần thôi các anh chị. Nhưng mà với máy lọc không khí này tuyệt vời, chỉ với giá là 18,2 triệu, đó là đối với những người chưa có làm thẻ thành viên. Những người làm thẻ thành viên giá tiền chỉ là 16,6 triệu là chúng ta sở hữu được cái máy lọc không khí tuyệt vời này các anh chị. Mà một điều tuyệt vời nữa các anh chị, cô chú biết không, đối với những cái máy lọc ở bên ngoài, mặc dù tiết diện chỉ có 0,01 micromet thôi, nhưng giá thành đã là 43 triệu. Cho nên đối với những cái sản phẩm của Amway luôn luôn sản xuất cái chất lượng là cao nhất và giá thành rẻ nhất cho người tiêu dùng các anh chị. Và mình cảm nhận là những người nào phải có phước, có đức và may mắn lắm thì mới được nghe được những cái video trọn vẹn giới thiệu về máy lọc không khí của Amway như thế này. Và mình chúc cho các anh chị có một cái phòng lúc nào cũng là không khí của New Zealand suốt 365 ngày mà chỉ với một cái số tiền rất nhỏ đầu tư ban đầu, đó là 16,6 triệu, và sau này chúng ta sử dụng cho gia đình của mình lâu dài các anh chị. Rồi, cảm ơn tất cả cô chú, các anh chị đã chú ý lắng nghe. Và sức khỏe thì chúng ta đến với một cái chương trình là sức khỏe toàn diện nha cô chú anh chị. Ăn cũng phải lành mạnh, khỏe, uống cũng khỏe. Rồi cái gì nữa các cô chú anh chị, chúng ta thở cũng phải rất là khỏe các anh chị. Rồi chúng ta phải vận động nữa thì chúng ta mới có được một sức khỏe toàn diện. Rồi, cảm ơn cô chú các anh chị rất nhiều và chúc mỗi gia đình chúng ta sở hữu ít nhất là từ 1 cho đến 4 cái máy này. Tại vì gia đình của mình là có 2 phòng là đã sở hữu 2 máy rồi cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo ạ.